lại nữa thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa an trụ trong năm thủ uẩn như mộng như tiếng vang như ảnh tượng như bóng sáng như bóng nắng như trò huyễn như ảo thành như sự biến hóa biết rõ như thật năm thủ uẩn ấy như mộng như tiếng vang như ảnh tượng như bóng sáng như bóng nắng như trò huyễn như ảo thành như sự biến hóa không có thật tướng rồi phát khởi tinh tấn thân tâm rõng mãnh đại bồ tát ấy vì phát khởi tinh tấn thân rõng mãnh nên dẫn phát thần thông nhanh chóng thủ thắng do thần thông này nên đi đến thế giới khắp mười phương cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chư phật thế tôn ở chỗ chư phật trồng các cội đức lợi ích an lạc vô lượng hữu tình cũng có thể nghiêm tịnh các cõi phật Đại Bồ Tát ấy do tinh tấn thân thành thục hữu tình, tùy theo căn cơ của họ phương tiện an lập ở pháp ba thừa đều khiến rốt giáo. Này thiện hiện như thế đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa do tinh tấn thân có thể mau viên mãn tinh tấn ba la mật đa vô tướng. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy vì phát khởi tinh tấn tâm dõng mãnh nên dẫn phát đạo chi vô lậu của chư thánh, nhiếp thọ tinh tấn, viên mãn tinh tấn ba la mật đa, trong đó có thể nhiếp thọ đầy đủ các thiện pháp, đó là bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, thánh đế khổ tập diệt đạo bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa năm loại mắt sáu phép thần thông pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni bậc cực hỷ bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì. mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng pháp không quên mất tánh luôn luôn xả trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đại bồ tát ấy an trụ trong đó có thể viên mãn trí nhất thiết tướng do trí nhất thiết tướng được viên mãn nên vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí tương tục do vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí tương tục nên các tướng và vẻ đẹp phụ thuộc thành tựu viên mãn do các tướng và vẻ đẹp phụ thuộc thành tựu viên mãn nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột phóng đại quang minh chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới khiến các thế giới sáu thứ chấn động chuyển bánh xe chánh pháp đầy đủ ba mươi hai tướng do đó các loại hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới nhờ hào quang chiếu đến thấy biến động này nghe chánh pháp âm đối với ba thừa được bất thối chuyển